Xin chào tất cả các chị em, tôi là Lý Mùi Phin và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với chủ đề là lá tắm sản phụ thì có đắt không? Thì chắc hẳn là rất là nhiều chị em đã biết đến là lá tắm dành cho phụ nữ sau sinh. Thì hầu hết là những người phụ nữ mà mình sau sinh ấy, thì mình không không biết đến lá tắm nên là mình phải kiêng cữ, mình phải không được ra ngoài, phải kiêng gió kiêng nước đúng không ạ? Nên là với cái người đồng bào ở trên các tỉnh miền núi thì người ta có cái lá tắm mà sau khi mình sinh xong thì mình dùng cái lá tắm đó và nó rất là nhanh để giúp mình lấy lại phục hồi sức khỏe và nhanh sạch sần dịch và giúp nhanh co lại lỗ chân lông và nhanh mình lấy lại vóc dáng. Thì với em bé thì cái lá mình dùng được cái lá này thì mình dùng tắm được cho em bé, cho cả mẹ. Và ngoài ngoài hai cái ngoài hai cái công dụng tuyệt vời như vậy thì mình có thể mình dùng cái lá tắm này thì dùng cái lá này mình đun nước ra là mình gội đầu được luôn, mà trong thời gian ở cữ thì mình sẽ không phải kiêng khem quá nhiều đó. Thì với một cái lá tắm tuyệt vời như thế này thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều người biết đến và để sử dụng rồi. Ở ngoài thị trường, nếu như các chị em mà mình search lên trên Google hay là trên Facebook á, thì mình sẽ lá tắm hoặc là lá tắm người giao và thảo dược tắm cho mẹ và bé sau sinh của người giao thì chắc chắn là bây giờ là rất là nhiều. Nhưng mà để có một cái lá tắm an toàn dành cho được cả dùng con được cả mẹ cả bé và như vậy thì rất là nhiều người sẽ đang thắc mắc và hỏi Phin là không biết là khi mà cái công dụng của lá tắm tuyệt vời như vậy rồi thì nó có đắt không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là với cái công dụng mà lá tắm mà có rất là nhiều công dụng tuyệt vời như thế này thì nó so với một số lá tắm ở ngoài kia thì nó không phải là đắt mà cái quan trọng là các chị em mình lựa chọn cái sản phẩm như thế nào để mình an toàn, và nếu mà thật sự là mua được sản phẩm mà đúng và chính hãng cái gốc sản phẩm đúng cái sản phẩm của đồng bào thì rất là tuyệt vời. Như tôi vừa chia sẻ là cái lá tắm mà ra rất là nhiều công dụng, vừa tắm được cho mẹ, vừa tắm được cho bé, vừa dùng gội đầu được. Mà ngay sau khi mình vừa sinh em bé được 3 4 hôm thôi thì mình hoàn toàn là mình có thể là dùng cái lá tắm này tắm được rồi. Thì với một cái lá tắm liền điều chỉnh lá tắm mà có nhiều công dụng như vậy thì chị em rất là băn khoăn là xem nó có đắt không. Thì tôi chia sẻ là một cái lá tắm của người dân tộc mà có rất là nhiều công dụng như vậy nhưng mà giá thì nó không phải là đắt mà nó rất là hợp lý cho tất cả các chị em. Nên là nếu chị em quan tâm về lá tắm và về lá tắm dành cho mẹ và bé sau sinh thì hãy tiếp tục là đăng ký kênh của tôi và để nhận được những cái video sớm nhất. Tới này tôi sẽ làm rất là nhiều video về về lá tắm và về cách chăm sóc cho mẹ và bé sau sinh và cách chăm sóc là như thế nào cho chị em vừa lấy nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau sinh. Thì hãy theo dõi video của tôi tiếp tiếp theo. Tôi là Lý Mực Phiên và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em trong video tiếp theo.